Xin chào mọi người, hôm nay mình cho mọi người xem những đôi giày cũ mà mình mới tìm được. Cái chỗ này là mình tìm mỗi chỗ một đôi, xong rồi mới gom được cho mọi người đấy. Thế nên giày cũ nó cũng ít hàng lắm, đặc biệt là giày cũ chính hãng, nên không phải là lúc nào nó cũng có đâu. Bây giờ thì mình sẽ cho mọi người xem nhé, xem bên trong này gộp đôi gì. Đây, đôi đầu tiên đây. Cái đôi này thì bên mình cũng quen thuộc rồi. Đấy. Đây, đôi đầu tiên đây. Đấy, đúng chất giày cũ đã qua sử dụng. Mọi người nhìn thấy ngay là biết rồi. Đấy. Đôi thứ nhất. Đôi tiếp theo. Đây. Đôi tiếp theo là một đôi Air Max Asics. Cái đôi này màu đẹp này. Bỏ ra trọng để xem luôn. Đó, đây nó bị sức ở đây một tí này. Đấy, đập mắt mình nhìn thấy ngay. Cái đôi này màu hiếm lắm mọi người, không phải lúc nào cũng có đâu. Đặc biệt là em Max Asics thì bây giờ mình đã không còn lấy nữa rồi. Chẳng qua mình thấy đôi này màu đẹp nên mình đem lấy cho mọi người về xem thôi. Đôi tiếp theo là một đôi như thế. Chưa thấy đôi nào có hiện tượng bị keo. Tuy nhiên thì cái đôi này nó bị bẩn ở phần đế một chút này, với cả cái chỗ này nó bị xước này. Đấy, để xem nào. Size 43. Đôi này có size là size 43. Tình trạng ở mức trên bình thường một chút, nhưng mà dưới tốt. Nếu mà nói tốt thì nó lại không giống những cái đôi mình đang bán, mà nói ở mức bình thường thì lại là thấp quá. Đôi tiếp theo đây, một đôi Monat. Cái đôi này thì có size 44 này. Đó, size 44. Người ta lại không nhét giấy cho mình rồi, nên là giày trông hơi nhăn nheo một chút. Đôi tiếp theo đây cũng giống như thế. Đấy, trông nó hơi cong, nhưng mà không sao, khi mà mình nhét giấy vào rồi có sự chăm chút của con người vào thì giày nó sẽ tốt lên, nó sẽ trở lại bình thường thôi. Đây, đôi này thì màu đen xì, toàn là những dòng đi chạy thôi. Đây, đôi này thích hợp trọng người mang đi chạy. Đôi tiếp theo là M2K đây. Đôi M2K. À, mình có hai đôi thì phải. Đây, M2K. Màu rất đẹp. Đây, size 42. Cái đôi M2K này mình thấy nó to đùng à. Mặc dù size 42 nhưng mà nhìn như kiểu 43 ấy. Đôi tiếp theo đây thì giống như thế rồi. Cái đôi này thì nó bị cố một tí này. Ôi này. Đây, một đôi giống như vậy, nhưng mà ở cái phần gót này thì có màu xanh lõm chuối. Lại thêm một đôi nữa. Một đôi M2K màu giống như cái đôi vừa rồi. Cái đôi này thì mình thấy đa số là có tình trạng tốt. Cái đôi kiểu này này, chứng tỏ giày nó bền. Ít khi mà mình gặp cái đôi này mà tình trạng thấp lắm. Thường những cái đôi tình trạng thấp là những cái đôi mà người ta hay đem đi chạy. Đây, một đôi Monat này. Đây này thì size 44, made in Indonesia. Tình trạng đều ở mức tốt cả. Đấy. Đấy, mọi người có thể hiểu là sau một quá trình vận chuyển thì cái đôi giày này nó không có sự chăm chút của con người, thế nên trông nó hơi thiếu sức sống. Đấy, từ bây giờ thì nó về tay mình rồi, thì có sự chăm chút của mình vào thì nó sẽ khác ngay. Thì đấy cũng chính là cái lý do tại sao mà mọi người thấy ở một số đôi giày mà trông rất mới thế nhưng mà đi một hai lần thì nó lại bị bung keo. Đấy là do không
được chăm chút và có một thời gian dài người ta không sử dụng rồi, dẫn đến bị như thế. Đây là một đôi Monat nữa, màu trắng. Trông hơi siêu vẹo này. Đôi này thì size 41 này. Còn hai đôi nữa cũng là Monat. Đấy. Nói chung cái đôi này mình thấy toàn tình trạng tốt thôi. Còn tình trạng thấp là thường gặp những đôi mà người ta hay đi để chạy. Đấy, những đôi đi chạy thì nó sẽ vận động mạnh nhiều, dẫn đến gặp nhiều lỗi hơn. Chứ còn những cái đôi này người ta không đem đi chạy được, chỉ mang đi hàng ngày thôi, thì nó lại bị ít lỗi hơn và tình trạng nó tốt hơn hẳn. Đấy. Như vậy tổng kết lại. Đấy, cho mọi người xem. Đấy. Tổng kết lại thì ở đây mình có tầm chục đôi thôi. Và có toàn nai thì trong đó có em mắc Asics này. Có đôi giày chạy kiểu thế này. M2K. Đấy, và Monat là ba loại chính mà mình có trong những cái đôi này. Video này thì mình chỉ cho mọi người xem thôi, còn mình sẽ kiểm tra lại một lượt nữa, xong rồi chụp ảnh, điền sai, điền mã rồi mới bắt đầu đăng bán cho mọi người nhé. Hy vọng là không có chuyện gì xấu xảy ra. Hẹn mọi người ở những video lần sau nhé.